Mới đây, quan Hoa Án bị dân tình đồn thổi đang hẹn hò với hốt Di Hà Thành Nguyễn Thanh Thủy. Nguyên nhân thì do cả hai kết game thủ, follow nhau trên và tương tác không sót bức ảnh nào. Quan Hoa Án bị đồn hẹn hò với Nguyễn Thanh Thủy án trắng, vì cô nàng sinh ra trong bữa tiệc sinh nhật Kiều Trinh Trần, người chị thân thiết của cầu thủ khoác áo số 19. Không Hoa Án đợi lâu, ít giờ trước Quan Hoa Án đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Cụ thể, chàng cầu thủ viết, tự nhiên bị đồn có nhiều game thủ gái sướng thật. Nhưng em đang tập trung cho bóng đá các anh chị ơi. Không chỉ đích danh nhưng ai cũng hiểu, đây là lời phủ nhận mọi tin đồn tình cảm. Và đặc biệt, anh cũng khẳng định mối bận tâm duy nhất của mình lúc này là bóng đá. Điều này Quan Hoa Án cũng từng trả lời phỏng vấn trước đó khi dướng tin đồn tình cảm với Thảo My. Ảnh chụp màn hình. Thời gian gần đây, Quan Hoa Án liên tục dướng các lùm xùm tình ái. Đầu tiên, anh và Nhật Lê bị nghi rạn nứt tình cảm vì hàng loạt bằng chứng khó chối cãi, bỏ trạng thái hẹn hò, bỏ tên thay thế trên Facebook, không tương tác hay nhắc tới nhau. Quan Hoa Án và Nhật Lê là cặp đôi đẹp và được niềm nở hàng đầu trong giới cầu thủ. Quan Hoa Án và Nhật Lê là cặp đôi đẹp và được niềm nở hàng đầu trong giới cầu thủ. Không lâu sau, Quan Hoa Án lại dính tin đồn hẹn hò với cô nàng nóng bỏng, cô tơ Nguyễn Thảo My. Được biết, cô gái này sinh năm 1995, đang làm việc trong ngành thẩm mỹ, làm đẹp. Nguyễn Thảo My người tình tin đồn cách đây 2 tháng của Quan Hoa Án. Mới đây nhất, anh lại bị cho là đang hẹn hò cùng hốt Di 12 Nguyễn Thanh Thủy. Hốt Di Hà Thành có gương mặt Barbie, cô tơ. Liên tục bị đồn đoán hẹn hò người mới, Quan Hoa Án phủ nhận tất cả. Tuy nhiên, việc hợp tan với Nhật Lê thì vẫn là một ẩn số vì chàng cầu thủ chưa.